sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Cô chào các em, chào mừng các em quay trở lại phần hướng dẫn giải một số câu hỏi trong sách kết nối tri thức với cuộc sống, khoa học tự nhiên 9 và ở bài này cô cùng các em giải đáp một số câu hỏi trong bài 14 Cảm ứng điện từ, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Đầu tiên là câu hỏi đầu bài trang 67, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Chúng ta đã biết ở lớp 7, dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi thép thì sinh ra từ trường. Vậy, từ trường có thể sinh ra dòng điện không? Câu trả lời là từ trường có thể sinh ra dòng điện. Để hiểu rõ hơn, về câu trả lời này. Cô cùng các em trả lời các câu hỏi tiếp theo trong bài 14 Cảm ứng điện từ, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Câu hỏi giữa bài, hoạt động 1 trang 67, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9, thí nghiệm 1, thí nghiệm về dòng điện cảm ứng dùng nam, dùng nam châm vĩnh cửu chuẩn bị thanh nam châm vĩnh cửu cuộn dây dẫn, điện kế và các dây nối, tiến hành Nối hai đầu cuộn dây dẫn với điện kế. Quan sát sự thay đổi của kim điện kế khi đưa cực bắc của thanh nam châm vĩnh cửu lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn như hình 14.1a và 14.1b. Trả lời câu hỏi sau: Sự thay đổi của kim điện kế chứng tỏ điều gì? Các em quan sát hình 14.1a. Lần 1, ta đưa cực bắc của thanh nam châm vĩnh cửu lại gần cuộn dây. Các em thấy kim định kế lệch sang bên phải. Có nghĩa rằng số chỉ của kim định kế là khác không. Lần thứ hai, ta đưa cực bắc của nam châm vĩnh cửu ra xa cuộn dây thì kim định kế lệch sang bên trái. Số chỉ lúc này cũng khác không. Trong hai lần thí nghiệm, ta thấy có sự thay đổi của kim định kế mà điện kế là dụng cụ để đo cường độ dòng điện. Trong hai trường hợp này, số chỉ của kim định kế đều khác không? Vậy, cái sự thay đổi của kim định kế chứng tỏ có dòng điện chạy trong mạch điện. Luyện tập 1 trang 68, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9, gồm hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, quan sát hình 14.2 và cho biết số đường xuất từ Xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn, biến thiên như thế nào, tăng hay giảm? Khi đưa cực bắc của nam châm lại gần cuộn dây dẫn theo phương vuông góc với tiết diện của cuộn dây. Câu hỏi thứ hai, trong trường hợp thí nghiệm như hình 14.1b thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào? Ta trả lời câu hỏi thứ nhất như sau, số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn tăng khi đưa cực bắc của nam châm lại gần cuộn dây dẫn theo phương vuông góc với tiết diện của cuộn dây. Trong trường hợp thí nghiệm như hình 14.1b thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn giảm đi. Hoạt động 2 trang 68 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Thí nghiệm 2, thí nghiệm về dòng điện cảm ứng dùng nam châm điện. Chuẩn bị cuộn dây dẫn, lam châm điện, nguồn điện, điện kế, công tắc và các dây nối. Tiến hành lắp mạch điện như hình 14.3, quan sát kim điện kế khi đóng mở công tắc. Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau. Yêu cầu thứ nhất, khi đóng hoặc mở công tắc thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào? Câu hỏi thứ hai, từ hai thí nghiệm dùng thanh nam châm vĩnh cửu dịch chuyển và nam châm điện ở trên. Hãy lưu giả thuyết về nguyên nhân xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây. Ta trả lời câu hỏi thứ một như sau. Khi đóng công tắc, cường độ dòng điện tăng từ 0 đến giá trị khác không. Từ trường của nam châm điện mạnh lên thì số đường xuất từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây cũng sẽ tăng lên. Với trường hợp mở công tắc thì cường độ dòng điện giảm về không, từ trường của nam châm điện giảm theo nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây cũng sẽ giảm đi. Vậy, thông qua cái thí nghiệm này thì ta có thể giả thuyết về nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều như sau. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên tăng hay giảm thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây. Hoạt động 3 trang 68 Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 gồm hai yêu cầu như sau. Yêu cầu thứ nhất, đề xuất một số cách làm biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn. Yêu cầu thứ hai, đề xuất một số phương án thí nghiệm làm xuất hiện dòng điện cảm ứng. Ta sẽ có một số cách làm biến thiên số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây như sau. Cách đầu tiên là có thể đưa thanh nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây. Cách thứ hai là cho thanh nam châm quay quanh trục cố định trước cuộn dây. Thay đổi tiết diện cuộn dây hoặc thay đổi số vòng của cuộn dây. Ta đề xuất một số phương án thí nghiệm làm xuất hiện dòng điện cảm ứng như sau. Ta sẽ bố trí thí nghiệm như hình ở dưới đây. Ta sẽ mắc Cuộn dây dẫn kín có hai đèn nét đỏ và vàng mắc song song nhưng ngược cực. Thanh nam châm vĩnh cửu có trục quay ở giữa. Đây là trục quay của thanh nam châm vĩnh cửu. Khi thanh nam châm vĩnh cửu này quay quanh trục của nó thì trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hai đèn nét này sẽ sáng tối luân phiên nhau. Hoạt động 4, trang 69 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9. Thí nghiệm 3, thí nghiệm về dòng điện cảm ứng dùng nam châm quay. Chuẩn bị: cuộn dây dẫn kín có hai đèn led vàng và đỏ mắc song song, ngược cực. Thanh nam châm vĩnh cửu có trục quay ở giữa. Tiến hành: bố trí thí nghiệm như hình 14.4, quan sát sự sáng của hai đèn led khi nam châm quay. Thực hiện yêu cầu và trả lời câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất: mô tả sự sáng của hai đèn led khi nam châm quay. Yêu cầu thứ hai, khi cực nam châm quay lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn thì số đường xúc từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào? Câu hỏi thứ ba, chứng tỏ khi nam châm quay, dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn gắn hai đèn nét có mối liên hệ với sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn. Sau khi tiến hành thí nghiệm, ta trả lời ba câu hỏi này như sau. Trả lời câu hỏi thứ nhất, hai bóng đèn sẽ thay phiên nhau sáng lên. Trả lời câu hỏi thứ hai, khi cực nam châm quay lại gần cuộn dây dẫn thì số đường xúc từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn tăng lên. Khi cực nam châm quay ra xa cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn sẽ giảm đi. Trả lời câu hỏi thứ ba như sau. Khi làm nam châm quay, có lúc cực nam châm lại gần cuộn dây, làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn tăng lên, có lúc cực nam châm ra xa cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn giảm đi. Nam châm cứ quay như vậy, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn liên tục biến thiên, tăng giảm luân phiên nhau, làm xuất hiện dòng điện trong cuộn dây dẫn gắn hai đèn LED có chiều ngược nhau, sinh ra hiện tượng hai bóng đèn, thay phiên nhau sáng lên. Hoạt động 5, trang 69, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9, thí nghiệm 4, thí nghiệm về dòng điện cảm ứng bằng cách thay đổi tiết diện của cuộn dây. Chuẩn bị, một cuộn dây dẫn mềm có tiết diện dễ dàng thay đổi khi bị bóp mạnh. Thanh nam châm vĩnh cửu, điện kế, kẹp giữ và các dây nối. Tiến hành, bố trí thí nghiệm như hình 14.6, bóp mạnh cuộn dây dẫn, quan sát kim định kế khi cuộn dây dẫn bị giảm tiết diện, trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu sau. Câu hỏi thứ nhất, khi tiết diện của cuộn dây dẫn giảm, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên như thế nào? Câu hỏi thứ hai, từ kết quả thí nghiệm chứng tỏ số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng. Sau khi tiến hành thí nghiệm, ta trả lời hai câu hỏi này như sau. Trả lời câu hỏi thứ nhất, khi tiết diện của cuộn dây dẫn giảm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn cũng sẽ giảm. Ta trả lời câu hỏi thứ hai như sau, khi tiết diện của cuộn dây dẫn giảm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn cũng sẽ giảm nên xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch. Câu hỏi luyện tập 1 trang 69 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Câu hỏi thứ nhất, khi làm biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn, thí nghiệm 3 và 4 đã chứng tỏ điều gì? Câu hỏi thứ hai, nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín. Ta trả lời câu hỏi thứ nhất như sau, khi làm biến thiên số đường sức từ Xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn, thí nghiệm 3 và 4 đã chứng tỏ xuất hiện dòng điện chạy trong mạch. Từ đó ta trả lời câu hỏi thứ hai, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi có sự biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn đó. Câu hỏi luyện tập 2, trang 70 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9. Dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì? dòng điện xoay chiều có cường độ và chiều luân phiên thay đổi theo thời gian. Hoạt động 6, trang 60, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9. Thí nghiệm tạo dòng điện xoay chiều. Chuẩn bị bộ thí nghiệm mô hình máy phát điện xoay chiều có hai đèn LED như hình 14.8. Tiến hành quan sát sự thay đổi sáng tối luân phiên của hai đèn khi quay chậm và quay nhanh. Cuộn dây dẫn trong từ trường trả lời các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu sau. Yêu cầu thứ nhất, khi quay chậm cuộn dây dẫn thì hai đèn LED thay đổi sáng tối luân phiên như thế nào? Khi quay nhanh cuộn dây dẫn có phân biệt được sự thay đổi này không? Câu hỏi thứ hai, số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn biến thiên tăng giảm luân phiên theo thời gian như thế nào? Câu hỏi thứ ba, dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đi qua đèn LED có đặc điểm gì? câu hỏi thứ tư nêu nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều sau khi tiến hành thí nghiệm ta sẽ trả lời được bốn câu hỏi này và rút ra được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều trả lời câu hỏi thứ nhất khi quay chặn cuộn dây thì sự biến thiên của đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây cũng diễn ra chậm do đó dòng điện cảm ứng trong cuộn dây cũng biến thiên chậm và sự biến thiên này tạo ra sự sáng tối luân phiên của hai đèn, một đèn sáng, đèn nét còn lại tối và ngược lại. Khi quay nhanh, sự biến thiên của số đường sức từ diễn ra nhanh hơn, do đó dòng điện cảm ứng tạo ra trong cuộn dây cũng biến thiên nhanh và làm cho sự sáng tối của hai đèn khó phân biệt. Trả lời câu hỏi thứ hai, thời gian càng dài, từ trường tăng dần theo thời gian thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn càng tăng và ngược lại. Thời gian càng ít, từ trường giảm dần thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây giảm. Ta trả lời câu hỏi thứ ba như sau. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đi qua đèn nét có đặc điểm là thay đổi chiều liên tục. Từ đó ta sẽ tìm được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều như sau khi số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên tăng giảm luân phiên theo thời gian trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều. Câu hỏi luyện tập 3 trang 71 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9 hình 14.9 minh họa trường hợp khung dây quay trong từ trường đèo để tạo ra dòng điện xoay chiều. Vành khuyên là vòng tròn bằng đồng, chổi quét là lá đồng quan sát hình 14.9 và cho biết cách dẫn dòng điện xoay chiều xuất hiện trong khung dây quay trong từ trường đèo có ra mạch ngoài như thế nào. Các em quan sát hình 14.9. Đây là vị trí của hai vành khuyên và hai chuẩn quét. Ở đây, người ta tạo ra từ trường bằng 5 châm. Sau khi tiến hành thí nghiệm, thì ta thấy rằng khi khung dây dẫn quay trong từ trường, dòng điện cảm ứng sẽ xuất hiện trong khung dây. Dòng điện này sẽ đi qua chổi quét và vành khuyên tạo thành mạch kín, do đó dòng điện sẽ được dẫn ra mạch ngoài. Phần em có thể trang 71 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 gồm hai yêu cầu như sau. Yêu cầu thứ nhất, nêu được tên các thiết bị sử dụng dòng điện xoay chiều trong đời sống như máy giặt, tủ lạnh, bếp điện, bếp từ vân vân. Câu hỏi thứ hai, giải thích được cách tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín. Với câu thứ nhất ta trả lời như sau, thiết bị sử dụng dòng điện xoay chiều trong đời sống như TV, quạt điện, lò vi sóng. Ta trả lời câu hỏi thứ hai, để tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín, ta cần làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn biến thiên tăng giảm luân phiên theo thời gian thì cuộn dây dẫn đó sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng luân phiên đuổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều. Như vậy, cô cùng các em đã giải đáp một số câu hỏi trong sách giáo khoa đối với bài 14 cảm ứng điện từ, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt Gạch.